căng thẳng độc hại làm chậm sự phát triển của trẻ. Lancet, tạp chí y khoa hàng đầu thế giới đã chỉ ra 8 yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Đó là suy dinh dưỡng bào thai từ trong bụng mẹ, trẻ bị suy dinh dưỡng ở giai đoạn đầu đời, mẹ và trẻ bị thiếu máu, mẹ bị thiếu iốt, thiếu sự kích thích tương tác giữa trẻ và cha mẹ, người chăm sóc, trẻ chứng kiến cha mẹ cãi nhau, bạo lực gia đình. Bản thân trẻ bị quát mắng, đòn roi và luôn bị nghe những lời tiêu cực về mình. Mẹ bị rối nhiễu tâm trí khi mang thai và sau sinh. Tất cả 8 yếu tố này đều dẫn đến kém phát triển nhận thức trí tuệ và trẻ sẽ gặp các trở ngại trong giao tiếp xã hội sau này. Một nghiên cứu được thực hiện trong suốt 15 năm ở Anh trên gần 8.000 phụ nữ mang thai cho thấy trẻ sinh ra từ các bà mẹ có lo lắng, trầm cảm trong quá trình mang thai, có các vấn đề về hành vi và cảm xúc ở tuổi vị thành niên cao hơn gấp 2 lần so với trẻ sinh ra từ người mẹ vui vẻ, khỏe mạnh. Kết quả nghiên cứu là bằng chứng mạnh mẽ nhất hiện nay cho thấy lo lắng, trầm cảm trong giai đoạn mang thai và sau sinh có ảnh hưởng mạnh và lâu dài đến sự phát triển của trẻ. Căng thẳng độc hại. Cơ chế tác động từ mẹ sang con. Giữa mẹ và trẻ có một sự liên kết kỳ diệu. Trong cơ thể chúng ta, cortisol là hormone stress và được sinh ra khi chúng ta lo lắng, căng thẳng. Cơ thể người mẹ sẽ cố gắng bảo vệ con. Hàng rào nhau thai sẽ ngăn không cho hormone độc hại này xâm nhập vào thai nhi. Tuy nhiên, khi mẹ lo âu, trầm cảm, căng thẳng kéo dài hay thiếu hụt chất đạm trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày, hiệu quả bảo vệ của hàng rào bảo vệ này giảm sút mạnh, khiến cho các hormone độc hại tràn qua màng nhau thai và tác động trực tiếp lên thai nhi, dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực mạnh mẽ và lâu dài trong suốt cuộc đời của trẻ sau này. Gia đình cần làm gì để phòng ngừa hormone độc hại ảnh hưởng tới trẻ? Thai nhi có thể nghe âm thanh, tiếng nói, hơi thở của mẹ từ tháng thứ 6. Môi trường gia đình căng thẳng, nhiều xung khắc, bạo lực có thể gia tăng nồng độ hormone độc hại ở cơ thể người mẹ. Do vậy, người chồng và các thành viên trong gia đình nên nhẹ nhàng quan tâm đến phụ nữ có thai, nên khuyến khích người phụ nữ ăn uống đầy đủ, đặc biệt là chất đạm, không tạo áp lực lên người phụ nữ, không để môi trường gia đình căng thẳng, nhiều tranh cãi, xung đột. Mẹ vui khỏe, con phát triển tối đa tiềm năng.